Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Hiệp hội Tài chính Quốc gia của Nga kêu gọi hợp pháp hóa các khoản đầu tư tiền điện tử. Hiệp hội Tài chính Quốc gia của Nga đã đưa ra lời kêu gọi sửa đổi chiến lược phát triển thị trường tài chính Liên bang Nga cho đến năm 2030, đặc biệt liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử. Hiệp hội sẽ hợp nhất hơn 200 tổ chức hoạt động trong thị trường tài chính của Nga. Đề xuất được đưa ra sau khi các báo cáo gần đây tiết lộ tiền điện tử là một lựa chọn đầu tư phổ biến của nhiều người Nga. Theo Hiệp hội Kinh tế Tiền điện tử, Trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối của Nga, ít nhất 17,3 triệu người Nga có ví tiền điện tử. Người đứng đầu Ủy ban Thị trường Tài chính Anatoly Asakov cho biết, các công dân Nga đã đầu tư 5.000 tỷ rúp vào tiền điện tử, tương đương với hơn 67 tỷ đô la. Tuy nhiên, báo cáo về tổng quan ổn định tài chính của Ngân hàng Trung ương Nga cho quý 2 và quý 3 năm 2021 đã chỉ ra rằng khối lượng giao dịch tiền kỹ thuật số hàng năm của người dân Nga lên tới khoảng 5 tỷ đô la. Thông tin tiếp theo, 100 máy ATM Bitcoin sẽ được lắp đặt ở Tây Ban Nha trong năm nay. Bitnovo, một trong những nền tảng thanh toán Bitcoin hàng đầu của Tây Ban Nha, đã hợp tác với Eurocoin, nhà cung cấp linh kiện điện tử hàng đầu châu Âu, để lắp đặt 100 máy ATM Bitcoin vào năm 2022. Tây Ban Nha là quốc gia số 1 ở châu Âu về số lượng máy ATM Bitcoin. Các cài đặt mới cũng sẽ ở vị trí thứ 3 trên toàn thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và Canada. Ngoài Bitcoin, các máy ATM chưa được cài đặt sẽ hỗ trợ Ethereum, Tether và Monero. Giám đốc điều hành Fernando Dumont nói rằng, hầu hết các quan hệ đối tác là một bước đi chiến lược vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Tiền điện tử sẽ cùng tồn tại với các phương tiện thanh toán truyền thống. Thông tin thứ 3 liên quan đến Jack Dorsey. Ông cho biết công ty Block, trước đây là Square, đang tham gia khai thác Bitcoin. Block muốn các dàn khai thác rẻ hơn, chi phí bảo trì thấp hơn và chạy êm hơn so với loại phần cứng hiện tại. Điều này được Jack Dorsey tiết lộ vào tháng 10 và được xác nhận một lần nữa trên Twitter. Jack nói rằng, chúng tôi chính thức xây dựng một hệ thống khai thác Bitcoin mở. Jack cùng công ty Block đang làm việc trên một dàn khai thác Bitcoin với chi phí bảo trì thấp cùng giá cả phải chăng, đặc biệt là đủ yên tĩnh để sử dụng tại nhà. Và thông tin cuối cùng, quốc gia El Salvador đang thua lỗ nặng. El Salvador là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay đã hợp pháp hóa Bitcoin. Tổng thống Nayib Bukele đã sử dụng ngân sách của quốc gia để mua khoảng 1.391 Bitcoin với giá trị khoảng 51.056 đô la vào tháng 9 năm 2021. Trong vài tháng sau khi mua Bitcoin, giá đã giảm xuống mức 42.000 đô la ở thời điểm hiện tại, khiến cho El Salvador đang phải chịu khoản thua lỗ khoảng 12 triệu đô la. Điều này tiếp tục khiến người dân El Salvador phản đối chính sách đầu tư Bitcoin của Tổng thống Nayib Bukele. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng quốc gia ở Trung Mỹ sẽ sớm thu hồi lợi nhuận khi thị trường đã phục hồi trở lại. Bitcoin đã tăng giá trở lại trong 7 ngày qua. Thị trường tiền điện tử đã phục hồi tương đối chậm nhưng an toàn. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.